Ronaldo tiếp tục tạo ra những điều phi lý ở tuổi 38. Số bàn thắng mà anh có được đến thời điểm hiện tại, nếu mang ra so sánh với những chân sút top 1 của năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, thì anh đang đứt nhiều phần. Bởi tại Serie A, đấu trường mà Ronaldo từng tung hoành trong những năm tháng khoác áo Juventus, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Lautaro Martinez có được 5 bàn. 5 bàn cũng là những con số mà Alvaro Morata, Jude Bellingham hay Robert Lewandowski đang cùng nhau san sẻ danh hiệu dẫn đầu chiếc giày vàng La Liga. Kylian Mbappe, người thống trị Lyon bao mùa giải này, đã có cho mình 7 lần chọc thủng lưới đối thủ. Erling Haaland, được hộ tống bởi đoàn quân thiện chiến phía sau, cũng có được 8 bàn. Và duy nhất một cái tên, cầu thủ được coi là hiện tượng tại giải vô địch quốc gia Đức, Serge Gnabry, hiện đang thuộc biên chế Stuttgart, mới kéo lại thế giường cho lớp tiền đạo trẻ tài năng của bóng đá châu Âu khi xuất sắc sở hữu 10 bàn thắng, ngang bằng với thành tích của người đàn ông mà những anti-fan luôn gọi là cả hết thời. Thế giới ngoài kia luôn tìm cách để dìm anh xuống vực sâu, nhưng Ronaldo luôn bảo chứng rằng mình là một chiếc phao cứu sinh, chẳng những không thể chìm mà anh còn trở thành nhân vật cứu rỗi Al Nassr trong suốt những trận đấu vừa qua tại Saudi Pro League. Giờ đây tất cả đều đang có cùng một câu hỏi: đâu mới là điểm giới hạn của Ronaldo khi anh cứ ra sân và ghi bàn bất chấp tuổi tác, bất chấp áp lực luôn đè nặng trên vai của kẻ dẫn đầu? Từ Bồ Đào Nha đến Hàn Quốc, từ Tây Ban Nha sang Italia và hiện tại là Ả Rập Xê Út, Ronaldo vẫn mang dáng vẻ của một gã đi săn tìm những bàn thắng. Tấm áo vàng của Al Nassr chẳng khác nào tấm lụa hoàng bào, càng tô điểm cho ánh hào quang rực rỡ của CR7. Trở lại với khuôn khổ vòng 8 Saudi Pro League, nơi Ronaldo tiếp tục đóng góp một kiến tạo, một bàn thắng để giúp Al Nassr giành trọn vẹn 3 điểm trong một trận đấu không dễ dàng. Đối thủ lần này của họ là Ante, một câu lạc bộ rất khó chịu với dàn cầu thủ tuy không nhiều ngôi sao, nhưng họ rất đều ở cả 3 tuyến. Và rõ ràng Ante hiểu rằng nhiệm vụ của họ là phải khóa chặt ngôi sao số 1 của Al Nassr, Ronaldo. Nhưng để ngăn cả một huyền thoại như CR7, đó là điều không thể. Khi trong lịch sử đã chỉ ra, cả chục đội bóng, cả trăm cầu thủ đã cố gắng làm điều này, nhưng họ bỗng chốc trở thành diễn viên trong bộ phim nổi tiếng Mission Impossible, nhiệm vụ bất khả thi. Mùa giải 2023-2024 này, Al Nassr đã tu bổ đội hình với hàng loạt những hảo thủ như Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Alex Telles hay Emerick Laporte để san sẻ gánh nặng cho Ronaldo. Nhưng huyền thoại người Bồ Đào Nha vẫn là kim chỉ nam cho mọi chiến thắng. Không chỉ giỏi ghi bàn, Ronaldo vẫn cho thấy khả năng kiến tạo đẳng cấp không hề bị mai một. Phút 32 của trận đấu, Ronaldo chuyền bóng một chạm đầy tinh tế cho Anderson Talisca, một đường chuyền không thể thuận lợi hơn để chân sút này đối mặt với thủ môn và mở tỷ số. Chưa kịp có bàn thắng nhận được cách biệt, Al Nassr bị dội một cáo nước lạnh sau khi Ante chớp cơ hội rất nhanh từ sai lầm của hàng phòng ngự. Sau khi thoát bay việt vị, Virgil Mischizan sút bóng chạm vào thủ môn Nawaf Al Akidi rồi bay vào khung thành. Trận đấu chỉ còn 12 phút nữa là khép lại. Mọi ánh mắt trên sân đều đổ dồn vào những bước chạy của CR7, người đàn ông đang dẫn dắt Al Nassr đi tìm ánh sáng chiến thắng. Ronaldo, lại là Ronaldo. Có lẽ các cầu thủ phòng ngự và thủ môn đang thi đấu tại Saudi Pro League đang than vãn với thượng đế rằng tại sao Ronaldo không ở lại châu Âu mà chơi bóng đi, mà lại đến chinh phạt Ả Rập Xê Út, khiến họ giờ đây phải khổ sở mỗi khi đối đầu với anh. Niềm vui không kéo dài lâu với Ante. Phút 87, Ronaldo cũng đã ghi bàn cho Al Nassr với một cú đá 11m thành công. Trước đó, Semedo bên phía Ante để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ronaldo lại được nở một nụ cười tươi với điều ăn mừng bàn thắng quen thuộc. Đây đã là trận thứ tư liên tiếp mà anh ghi bàn để mang về kết quả có lợi cho đội nhà. Và các cổ động viên Al Nassr và những người hâm mộ yêu mến Ronaldo đang là những người hạnh phúc nhất. Với một bàn thắng, một kiến tạo, cầu thủ cặp kê độ tuổi tứ tuần này đang trở thành vua xứ Trung Đông khi đứng top 1 ở cả danh sách ghi bàn lẫn kiến tạo của Saudi Pro League. Ronaldo đi tới đâu cũng đều thiết lập vị thế của một vị hoàng đế đến đó. Anh đang là vua của các vị vua, vì sao sáng nhất trên bầu trời đầy rẫy những ngôi sao của bóng đá Ả Rập Xê Út. Mùa hè vừa qua được coi là mùa chuyển nhượng đáng chú ý nhất trong lịch sử bóng đá, khi làng túc cầu châu Âu chứng kiến một sự dịch chuyển lớn chưa từng thấy. Những ngôi sao đình đám đang sở hữu phong độ cao, chạy theo tiếng gọi của người tiên phong mở đường là Ronaldo để chuyển đến xứ Trung Đông xa lạ. Ngay cả đương kim quả bóng vàng Karim Benzema hay Neymar, thống lĩnh của Brazil, cũng có mặt để tạo ra những cơn địa chấn. Vài tháng đã trôi qua kể từ sự kiện được coi là đi vào lịch sử bóng đá Ả Rập Xê Út khi họ chào đón Ronaldo. Và có vẻ như sự gia nhập của chủ nhân năm quả bóng vàng đã tạo ra một sự tác động cực kỳ to lớn đến giải đấu này. Huyền thoại người Bồ Đào Nha đó là người tiên phong
mở đường cho hàng loạt những tên tuổi chuyển đến đây chơi bóng. Dàn sao đội bộ từ châu Âu cùng Ronaldo đã tạo nên một sân chơi hấp dẫn, không thua kém gì năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mà chúng ta đã đề cập ở phần đầu. Tuy nhiên, không chỉ có những lão tướng, mà ngay cả những cầu thủ còn rất trẻ cũng quyết định chọn Saudi Pro League. Ruben Neves, Alan Saint-Maximin đã quyết định rời khỏi Premier League sau những mùa giải gần đây gây rất nhiều ấn tượng. Giải đấu này cũng chứng kiến sự góp mặt của Sergej Milinkovic-Savic, một trong những tiền vệ hay nhất Serie A vài mùa gần đây. Vương quốc sa mạc đã hội tụ đầy đủ những anh tài, và dĩ nhiên, người đứng đầu, người đã khai hoang vùng đất cằn cỗi này phải trình diễn để chứng minh cho những con dân thấy rằng Ronaldo vẫn là số 1, là riêng, là duy nhất, thống trị tại Ả Rập Xê Út là vậy. Còn nếu so sánh với các chân sút đang được coi là hay nhất châu Âu hiện tại, thì Ronaldo liệu có còn xưng hùng xưng bá? Để nhanh gọn, hãy lấy ngay tiền đạo có được phong độ cao nhất châu Âu hiện tại, người đang khoác áo câu lạc bộ mạnh nhất thế giới thời điểm này khi vừa giành cú ăn ba, Erling Haaland. Trong năm dương lịch 2023, thành tích ghi bàn của Ronaldo là 35 bàn, chỉ kém mỗi Haaland, người đang có trong tay 37 bàn. Cần biết rằng Haaland được hậu thuẫn với một dàn sao đẳng cấp thế giới và được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên thiên tài. Haaland cũng là một trong những ứng viên cho danh hiệu quả bóng vàng 2023. Nói vậy để thấy rằng, Ronaldo hiện tại vẫn duy trì được phong độ cực khủng, cho dù anh không ở trong một điều kiện hoàn cảnh khách quan, lý tưởng nhất, và cho dù anh đã 38 tuổi. Người ta nói rằng Ronaldo đã hết thời, nhưng điều đó không đúng. Tôi sẽ tiếp tục thi đấu cho đến khi nào đôi chân của tôi nói rằng: "Này Cristiano, tôi xong rồi đấy. Tôi vẫn còn rất nhiều động lực và khả năng xuất sắc của mình. Tôi vẫn rất yêu bóng đá và muốn ghi bàn thường xuyên. Tôi vẫn yêu thích những chiến thắng. Họ nói tôi đã xong rồi, kết thúc rồi, nhưng tôi vẫn đang chứng minh cho họ thấy điều đó là hoàn toàn không đúng." Ronaldo đang tung những đòn đáp trả mạnh mẽ vào những kẻ chăm chọc anh. Nếu với phong độ như hiện tại mà Ronaldo vẫn bị coi là hết thời, thì những cầu thủ khác thi đấu kém cỏi hơn xin hãy giải nghệ đi là vừa. Bàn thắng mới này cũng giúp Ronaldo nối dài kỷ lục về số bàn mà anh có được. Huyền thoại người Bồ Đào Nha sở hữu 854 pha lập công, hơn 35 bàn so với người đứng thứ hai là Messi. Theo nguồn tin từ Kura của Ả Rập Xê Út, Al-Nassr và Ronaldo đang đàm phán để gia hạn hợp đồng đến năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc Ronaldo có thể sẽ thi đấu đến năm 41 tuổi, và viễn cảnh anh tham dự World Cup 2026 hoàn toàn vẫn có thể xảy ra. Đó sẽ là một phép màu của bóng đá, vì còn gì tuyệt hơn khi chứng kiến một huyền thoại sống của bóng đá đương đại xả những bước chạy tay người hậu bóng đá lớn nhất hành tinh một lần nữa. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất với những ngày yêu mến bộ môn thể thao này và yêu mến Ronaldo. Cristiano Ronaldo đang thực sự thay đổi. Anh đang tận hưởng niềm vui mà không còn gặp nhiều áp lực như trước đây. Đá bóng với sự tận hưởng và tận hiến cũng đang giúp Ronaldo tiến về phía trước, nhưng không còn nghĩ xa xôi hơn trong tương lai. Anh chỉ tập trung hết mình vào những mục tiêu trước mắt cùng Al-Nassr như vô địch quốc gia, vô địch cúp nhà vua hay AFC Champions League. Bên cạnh đó, anh vẫn duy trì trạng thái để hướng đến giải đấu rất quan trọng là Euro 2024 hay thậm chí xa hơn như World Cup 2026. Ronaldo vẫn chưa mỏi gối và niềm hạnh phúc khi được chứng kiến anh thi đấu vẫn còn. Với những khán giả được sinh ra trong kỷ nguyên này, khi mà CR7 đã mang đến cho họ những cung bậc cảm xúc không thể nào quên, quả thật vẫn rất may mắn.